xin chào tất cả các em hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em làm một cái phần bài tập rất là quan trọng trong hóa đó là cân bằng phản ứng oxy hóa khử à, cái cái vấn đề này rất là quan trọng vì nhiều em á viết được phương trình nhưng mà không thể cân bằng được phương trình đó thì hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em cân bằng nhé trước tiên ấy, chúng ta phải chia dạng có trong hóa học có rất nhiều loại phản ứng trong đó um, có thể chia làm theo anh á thì chung quy lại nó chỉ có hai dạng chính thôi đó là phản ứng trao đổi và phản ứng oxy hóa khử thứ nhất là đối với phản ứng trao đổi có hai dạng chính thứ nhất là trao đổi hoàn toàn trao đổi hoàn toàn ở đây có nghĩa là trong cái phản ứng này thì cái nhóm chất nó sẽ dịch chuyển qua nhau không hề có uh, phản ứng oxy hóa khử ở đây cái loại phản ứng này thường xảy ra khi mà cho hai dung dịch muối tác dụng với nhau hoặc là muối với axit tác dụng với nhau hoặc là muối với bazơ tác dụng với nhau hoặc thậm chí là axit bazơ tác dụng với nhau thì cái dạng phản ứng này các em thấy này à, ví dụ như là phản ứng giữa AgNO3 và phản ứng phản ứng với dung dịch NaCl á, thì phản ứng này xảy ra khi mà Ag nó sẽ thay chỗ Na trong cái chất NaCl và Ag sẽ kết hợp với Cl, Na kết hợp với NO3 tạo thành cái chất mới là AGCL và NaNO3 thì ở đây là trao đổi hoàn toàn tức là không hề có oxy hóa khử ở đây các chất chỉ hoán đổi vị trí cho nhau thôi phản ứng dưới cũng tương tự giống như KF tác dụng với HCl thì tạo thành KCl cộng với HF tức là các cái chất nó dịch chuyển qua nhau kali thế chỗ hiro và hiro thế chỗ kali tạo thành chất mới là kali clorua và axit fluorua thì Uhm, cái dạng phản ứng này nó rất là đơn giản, nó trao đổi đấy mà nên là nó cân bằng rất là đơn giản thì cái dạng này chúng ta không cần thiết phải học, chúng ta chỉ học cái những cái phản ứng oxy hóa khử khó thôi hoặc là cái dạng trao đổi khác, dạng trao đổi uh, có oxy hóa khử nhưng mà nó cũng rất là đơn giản <laughs> ví dụ như hai phương trình này Fe cộng HCl tạo thành FeCl2 cộng H2 và Al cộng CuCl2 tạo thành AlCl3 cộng Cu. Thì cái phản ứng này cũng là trao đổi, tức là Fe thế chỗ hiro trong dung dịch axit HCl và tạo thành FeCl2 cộng H2. Uhm, tương tự như thế thì Al cũng thế chỗ Cu để tạo thành AlCl3 cộng với Cu. Đây là cái dạng oxy hóa khử. Tuy nhiên cái này nó hầu như nó, nó không tạo ra cái chất mới các em, cái phương trình này nó cũng khá là đơn giản, chỉ là giống như cái phương trình giữa Al với Cl2 này, thì phản ứng giữa kim loại với muối thì anh đã có nói về ở phần uh, bài phần kim loại rồi, cái dạy hoạt động học kim loại thì anh có nói cái phương trình này rồi, và đây cũng là cái phương trình anh nghĩ là nó cũng khá là đơn giản, chúng ta không cần thiết phải học những cái phương trình như thế này, cân bằng nhẩm cũng ra mà và cái chúng ta quan trọng là cái chúng ta cần học là những cái phương trình oxy hóa khử nó phức tạp hơn. Đấy. Đây. Những cái phương trình phức tạp mà chúng ta cần học. Ví dụ như là sắt tác dụng với H2 là 4 đặc nóng. Thì tạo thành sắt 3 cộng với SO2 cộng H2O. Đây là cái phương trình oxy hóa khử mà nó tạo ra cái chất mới này. SO2 này. Đấy. Sắt lên hóa trị cao nhất. Sắt 3 này. Thì đây là cái phương trình mà chúng ta cần phải sử dụng phương pháp uh, cân bằng ô số hóa khử tức là thăng bằng E để chúng ta làm những cái bài tập như thế này hoặc là cái bài dưới CU cộng HNO3 tạo thành CU N3 hai lần cộng với cái chất mới NO này em thấy không? Cộng hai O này những cái phương trình mà nó có xuất hiện chất mới này cái um, quá trình nhường nhận E nó phức tạp thì chúng ta mới cần phải sử dụng cái phương pháp thăng bằng e còn những cái phương trình mà nó trao đổi đơn giản thế này thì không cần thiết vì chúng ta có thể nhận được mà đấy không cần phải dùng e làm gì cho nó mất công nhưng mà những cái phương trình khó như thế này thì chúng ta phải dùng e à, nhường nhận e cân bằng electron thì chúng ta mới giải được nó thì trước tiên á muốn giải được cái dạng này đây chúng ta học để giải cái dạng à, phản ứng oxy hóa khử phức tạp này thì cái bước đầu tiên mà các em biết được là các em phải biết được số oxy hóa của các chất thay đổi trong phản ứng đấy vậy thì cái số oxy hóa làm sao xác định được thì anh sẽ tiếp tục hướng dẫn cách xác định số oxy hóa của các chất nhé để xác định được số oxy hóa của các chất tham gia phản ứng á, thì chúng ta có ba nguyên tắc sau nguyên tắc thứ nhất là đơn chất đứng một mình thì sẽ có số oxy hóa là không ví dụ như trong phản ứng các em thấy là đồng đứng một mình này thì số oxy hóa của nó là không này lưu huỳnh đứng một mình này thì số oxy hóa của nó là không này đấy thứ hai á là số oxy hóa của hiro trong hợp chất luôn là dương 1 và của oxy trong hợp chất luôn là âm 2 trừ duy nhất trong cái hợp chất H2O2 tức là oxy già thì cái oxy này mới có số oxy hóa là âm 1 Còn trong tất cả các hợp chất thì hero luôn là dương 1 và oxy luôn là âm 2 Và cái nguyên tắc thứ ba á, là kim loại nhóm 1A trong bảng tuần hoàn thì có số oxy hóa là dương 1 Đây các em sợ bảng tuần hoàn ra Đấy <laughs> Các em thấy này <laughs> Đây là nhóm 1A này 1A thì tất cả các cái kim loại trong này, liti, natri, kali, thường là các em sẽ học bốn cái nguyên tố đầu hiero liti natri kali thì bốn cái nguyên tố này trong hợp chất luôn có số oxy hóa là âm một nhóm 2 a thì sẽ có à, nhóm 1 a sẽ là dương 1 và nhóm 2 a sẽ là dương 2 đây này các kim loại của nhóm 2 a um, berry này magie canxi đây thường học ba nguyên tố này thì nó, trong hợp chất nó luôn có số oxy hóa là dương 2 và hierolyti natri kali ở nhóm 1A thì luôn có số oxy hóa là dương 1. Và phi kim nhóm 7A, phi kim nhóm 7A nếu không có oxy trong hợp chất thì số oxy hóa là âm 1. Đây này. Nhóm 7A này. Em thấy nhóm 7A này. Thì các nguyên tố là flo, clo, brom, iốt luôn có số oxy hóa trong hợp chất là âm 1 nếu như mà không có oxy. Đấy. ví dụ như trong um, ví dụ như là trong HCl thì cỡ, hợp chất này là không có oxy này thì clo sẽ có oxy hóa là âm 1 hoặc là trong hợp chất um, KI thì ở đây kali thuộc nhóm 1A kali này thuộc nhóm 1A và iốt thuộc nhóm 7A đây là iốt thuộc nhóm 7A cho nên Kali sẽ có số oxy hóa là dương 1 và iốt sẽ là âm 1 hoặc ví dụ trong hợp chất MGF2 um, đi thì trong hợp chất này Mage thuộc nhóm 2A Mage thuộc nhóm 2A này và Phần Lo thuộc nhóm 7A nên Magie sẽ có số oxy hóa là dương 2 và phở lo là âm 1. Đấy. Nói chung là các em chỉ cần nhớ được ba cái cái nguyên tắc này thì các em sẽ xác định được số oxy hóa của các chất rất là dễ dàng thôi. Ngoài ra, à, chúng ta có thể dựa vào cái hầu như là anh hay dùng cái nguyên tắc số 2 này, số oxy hóa của hero là dương 1 và của oxy là âm 2 để xác định nhanh số oxy hóa của các uh, dạng đơn chất và các uh, nhóm. Ví dụ nha. Ví dụ như là À, chúng ta có các nhóm axit sau này, đây các nhóm axit này, có, có các axit sau chứ, các axit các em thường gặp là HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3 và thậm chí là cả H2SO3, H2CO3, hai axit cuối này ít gặp hơn nhưng mà chúng ta vẫn vẫn thường hay gặp so với đa số các axit khác thì dựa vào nguyên tắc số 2 ấy, chúng ta có thể xác định nhanh được um, số si hóa của các nhóm chất đấy các em có thể xác định đơn chất này là xác định từng cái lưu hình là bao nhiêu này phosphor bao nhiêu nitơ bao nhiêu hoặc là mình có thể xác định nhanh số si hóa của cái các cái gốc axit này để mình làm bài tập nó sẽ nhanh hơn đấy thì trong này nhá vì hero luôn là dương 1 nên ta có thể dễ dàng xác định được số siêu hạu các nhóm axit này như sau. clo thì ở đây kết hợp với 1 hero cho nên nó sẽ là âm 1. Góc SO4 nó kết hợp với 2 hero nên nó sẽ là âm 2. Góc VO4 nó kết hợp với 3 hero nên nó là âm 3. Góc NO3 nó kết hợp với một hero nên nó có số oxy hóa là âm 1. Góc SO3 kết hợp với hai hero nên có số oxy hóa là âm 2. Và góc CO3 kết hợp với hai hero nên có số oxy hóa là âm 2. Và ta có thể tính được các cái um, trong góc này thì từng nguyên tố sẽ số số hóa sẽ là bao nhiêu. Ví dụ trong cái góc H2SO4 ta cần tính cái số oxy hóa của lưu hình. Ta sẽ tính như sau. số sẽ hình vì oxy luôn có số xóa là âm 2 nên ta sẽ có này số của của lưu hình sẽ bằng âm 2 0 trừ đi âm 2 nhân 4 cộng với 2 em thấy này của oxy là âm 2 oxy của hero là 1 1 x 2 bằng 2 mà âm 2 nhân với 4 bằng âm 8 <laughs> Mà trong o 4 luôn trung hòa về điện Tức là ta sẽ lấy số 0 ta trừ đi Sẽ bằng Âm 2 nhân 4 là bằng Âm 8 cộng với 2 là âm 6 0 trừ đi Âm 6 là bằng dương 6 Như vậy Lưu hình trong cái cái axit H2O4 này sẽ có số chứa hóa là dương 6. Tương tự này. Phốt sẽ bằng này. Không. Trừ đi 2 x 4 Cộng với 3 Sẽ bằng 5 Đây là dương 5 nhé Dương 6 Peter sẽ bằng 0 này. Trừ đi Số siêu hóa của oxy là âm 2 Âm 2 x 3 Cộng với 1 hero là 1 Số siêu hóa của nó sẽ là âm dương 5 của lưu hình trong góc H2 trong axit H2O3 thì sẽ bằng 0 trừ đi ba oxy sẽ bằng 2 nhân 3 cộng với 2 hero như vậy sẽ bằng dương 4 và trong H2CO3 thì carbon sẽ bằng 0 trừ đi 2 nhân với âm 2 của oxy nhân với 3 cộng với 2 hero sẽ bằng dương 4. Đấy. Như vậy là từ việc nhớ được H có số xóa là dương 1 và oxy có số xóa là âm 2 thì ta dễ dàng xác định được số xóa của các gốc axit này và của các cái nguyên tố trong cái gốc axit này. Chúng ta sẽ cùng thử làm một cái bài tập để liên quan đến cái phần này nhé. Thường là anh chị nhớ cái nguyên tắc là Hero là dương 1 và oxy làm 2 Thì hầu như đã làm được hết rồi Xác định số oxy hóa của các chất sau này KCl Thì ta sẽ có là Kali Là thuộc nhóm 1A Nên nó có số oxy hóa là dương 1 Dương 1 Và nó trung hòa về điện Cho nên cờ lo ở đây cũng sẽ có số hóa là âm 1 để dương 1 cộng với 1 là bằng 0 là 1 thứ hai là đồng đứng một mình nên đồng sẽ cố suy hóa là 0 đấy các em sẽ viết số suy hóa ngay lên trên của cái chất đó luôn gốc n 3 có số xóa là âm 1 đây bài lúc nãy anh đã nói Đây NO3 sẽ có số hóa là âm 1. Tuyệt nhớ số số hóa của các cái uh, nhóm các cái gốc axit này sẽ giúp các em làm bài tập rất là nhanh. Gốc NO3 có số, số hóa là âm 1. Âm 1 nhân với 2 thì suy si ra sắt sẽ có số số hóa là dương 2. Đấy. Cả nhóm này là âm 1 này thì sắt sẽ là dương 2. Âm 1 nhân với 2 bằng âm 2 mà. Trung hòa về điện cộng lại bằng 0. Cho nên sắt phải có số, số hóa là dương 2 oxy thì luôn có số xóa là âm 2 trong hợp chất rồi thì ta sẽ tính số xóa của nitơ gốc n 3 này có số xóa là âm 1 âm 1 nên và oxy có suy hóa là âm 2 nên sẽ bằng âm 1 trừ đi âm 2 nhân 3 bằng 5 hoặc là các em có thể nhớ cái góc NO3 suy ra từ axit HNO3 đây xuyên ra từ HNO3 thì nitơ nó cũng có số xóa là dương 5 đấy cho nên nhớ được cái cái góc axit các em sẽ làm nhanh hơn dương 5 này góc SO4 có số xóa là âm 2 âm 2 nên là số xa của nhôm sẽ bằng này. Đây là âm 2. Âm 2 nhân 3. không trừ âm 2 nhân 3 chia cho 2 là bằng dương 3. Đấy. OC có suy hóa bằng âm 2 và lưu hình trong cái hợp chất trong cái góc SO4 này thì có số oxy hóa <laughs> bằng dương sáu đây bà này là nói rồi dương sáu thường mình nhớ góc axit thì mình sẽ suy ra nhanh hơn chứ còn các em dựa bà này các em tính nó sẽ hơi lâu Góc PO4 có hóa trị là um, âm ba nên suy ra natri sẽ có chị là dương 1 hoặc là các em nhớ luôn là chi nó thuộc nhóm 1A nên nó có số oxy hóa là dương 1 luôn. Oxy có số hóa bằng âm 2. Phosphor ở đây có số oxy hóa bằng dương 5. Đây. Trong góc PO4 thì phosphor có số hóa là dương 5 thường chúng ta suy ra từ axit nó sẽ dễ hơn là tính hợp chất như thế này nó sẽ rất là phức tạp mất thời gian đó dường năm và anh sẽ ra một số các cái bài tập các em có thể làm và anh sẽ chữa các cái bài tập này ở bài sau nhé đây một số bài tập như sau xác định số si hóa của lưu hình trong các hợp chất này SO2, H2S, COSO4, lưu hình này, FeS2, PPF và nitơ và clo cũng tương tự trong các hợp chất này. Thì um, cái bài xác định số oxy hóa này các em phải nắm thật là chắc, phải xác định đúng số oxy hóa thì chúng ta mới có thể làm phương pháp um, cân bằng e được, mới có thể cân bằng được phương trình. Đấy, thì các em cứ làm các bài tập này và đến bài sau anh sẽ chữa các bài tập này nhé. Um, rất là cảm ơn các em đã theo dõi video và đã ủng hộ anh. Uh, nếu như mà các em thấy hay các em có thể like và có bất kỳ cái câu hỏi nào các em có thể comment phía bên dưới hoặc là anh có nhóm chat và group thì anh có đăng link ở phần mô tả bất kỳ em nào mà có cái bài tập nào mình không làm được thì em có thể vào nhóm chat để đăng lên hỏi anh sẽ hướng dẫn các em làm bài nhé cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại